Nhìn vào những con số từ kết quả của giải Doha Cup thì điều gì làm cho ông cảm thấy suy nghĩ và ấn tượng nhất? Tôi thì tôi nghĩ là tôi là cựu huấn luyện viên trưởng. Chính vì thế tôi nên cái việc mà đi nhận xét về kết quả hoặc là một cái đội tuyển mà một người khác làm, tôi nghĩ điều đó nó không đúng. Tôi chỉ muốn nói rằng là huấn luyện viên họ phải cần thời gian và cầu thủ họ cũng cần thời gian để thích ứng với sơ đồ huấn luyện viên. Kết quả nó không tốt nhưng chắc chắn là chúng ta vẫn phải kiên trì và chúng ta vẫn phải tiếp tục. Điều này thì tôi nghĩ là liên đoàn bóng đá cũng như là huấn luyện viên họ sẽ cũng có những cái kế hoạch. Nhưng mà thực tế tôi còn nhớ là cái thời điểm tôi đón huấn luyện viên Park Hang-seo trong ngày đầu tiên ông đặt chân đến Việt Nam trong quá trình ông làm việc tại đây. Truyền thông thì đã đặt rất nhiều vấn đề về là người ta tìm hiểu về huấn luyện viên Park Hang-seo là trợ lý của ông Gus Sliding. Tuy nhiên có một điều là người ta cũng đọc đâu đó là một huấn luyện viên hay ngủ gật sleeping coach chẳng hạn. Và bây giờ thì sức ép dành cho một người kế nhiệm của huấn luyện viên Park cũng rất là lớn. Vậy với tư cách là một người đồng nghiệp thì huấn luyện viên Park sẽ chia sẻ điều gì với ông Philip trong cái nhiệm kỳ sắp tới? Tôi nghĩ là ông Tuchel cũng là một huấn luyện viên giỏi đấy. Huấn luyện viên giỏi, nó chỉ có một vấn đề đó là ông sẽ cần thời gian. Bởi vì rõ ràng là ông Tuchel không làm huấn luyện viên nghỉ, làm huấn luyện viên trong một quãng thời gian dài. Thì khi đối với con người ta mà khi người ta quay lại thì người ta cần một thời gian để thích ứng. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà mình có những cái số liệu cả hoặc là các cái thông tin về cầu thủ thì điều đó là quan trọng. Và bản thân tôi là ngay từ đầu là chúng tôi không có. Thế thì vừa rồi thì tôi cũng đề nghị huấn luyện viên thể lực là phải gửi lại cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam tất cả các cái số liệu liên quan đến cầu thủ. Bởi vì sao? Bởi vì tôi nghĩ là cái số liệu đó nó sẽ giúp ích cho các huấn luyện viên tiếp theo. Và hiện nay thì Liên đoàn đang có, cho nên tôi nghĩ là nếu như mà ông Tuchel ông có cần thì ông có thể lấy cái dữ liệu đó để ông tham khảo được. Cái đó là rất là tốt. Tôi chỉ vẫn có một cái điều hơi tiếc thế này, nghĩa là cái số liệu, cái tình hình về thông tin về sức khỏe của cầu thủ hiện nay vẫn chưa được sắp xếp đầy đủ. Tôi cũng có đề nghị là ban y tế phải sắp xếp lại cái nội dung đó, nhưng mà có lẽ là họ quá bận cho nên cũng làm được, bởi vì cái dữ liệu đó là cực kỳ quan trọng cho chúng ta trong tất cả mọi cái việc mà đối với huấn luyện viên kế nhiệm. Tôi với ông Tuchel thì chắc chắn là khác nhau rồi, bởi vì là khác nhau bởi vì là chúng tôi là có triết lý bóng đá khác nhau, chúng tôi có cái cách quản lý cầu thủ khác nhau. Tôi với ông ấy môi trường trưởng thành lên khác nhau, ông có thể ở châu Âu, tôi ở châu Á, và quá trình khác nhau. Vừa rồi thì anh Lê Khoa dành rất nhiều những sự tôn trọng và cả tôn kính dành cho cách làm việc của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng tôi nghĩ là trong 5 năm qua, bên cạnh những yếu tố thành công thì đôi lúc chúng ta vẫn cần chậm lại và ngẫm một chút. Với cá nhân huấn luyện viên Park Hang-seo, nếu như quay ngược được thời gian thì ông sẽ thay đổi điều gì? Thưa huấn luyện viên Park. Thực ra có nhiều giải đấu chúng ta cũng thất bại. Chúng ta ví dụ như là sau cái giải đấu ở Philippines ấy, chúng ta vô địch rồi ấy, thì chúng ta đi sang dự cái giải vòng chung kết châu Á và chúng ta thua ở đó. Chúng ta cũng thất bại ở AFF Cup ở Singapore. Thì huấn luyện viên nào ấy, thì trong quá trình chuẩn bị giải ấy, thì cũng có lúc những cái kế hoạch nó theo mình, có kế hoạch nó không theo mình mong muốn, nhưng mà cũng có những cái lúc thì cái kết quả nó lại đạt ngoài cái sự mong muốn của bản thân mình. Quay trở lại cái câu chuyện ở Philippines thì chúng ta thấy rằng là sau cái sự kiện mà lần đầu tiên chúng ta vô địch SEA Games ấy, 60 năm ấy, thì chúng ta mới thấy rằng là tôi sợ là các cầu thủ là cái giải đấu đó nó thành công lần đầu tiên Việt Nam, nên tôi sợ các cầu thủ họ sẽ hơi quá hưng phấn hoặc là có quá nhiều sự kiện, cho nên là tôi không cho các cầu thủ nghỉ và tôi đưa họ sang Hàn Quốc. Và sau đó thì khi mà thất bại thì tôi mới cảm nhận rằng là họ đã kiệt quệ về mặt tinh thần, họ đã kiệt sức về mặt tinh thần cũng như thể lực rồi. Thì sau này tôi mới đưa ra được một cái kết luận, đó là khi chúng ta đã đạt mục tiêu rồi thì chúng ta nên có thời gian tái tạo năng lượng lại, tái tục năng lượng lại. Chứ chúng ta chỉ vì những cái điều đó mà chúng ta gọi là tiếp tục để đưa vào một cái kế hoạch khác, một cái chiến dịch khác mà không có thời gian nghỉ, không có thời gian giải lao thì tôi nghĩ là ảnh hưởng mức độ nào đó. Ta biết là ở cái giải Suzuki Cup ở Singapore thì chúng ta đã không giành được cái vé đầu bảng chỉ vì hình như là chênh lệch một bàn thắng thôi, cho nên chính vì thế cho nên là đội Indonesia họ nhất bảng còn mình là nhì bảng, và khi nhì bảng thì mình có những cái kết quả nó không như mong muốn. Cái bài học thứ hai của tôi đó là tôi nghĩ rằng là ở mọi cái trường hợp nào đó thì mình cũng phải cố gắng làm thế nào để ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt. Trong giai đoạn cuối, đặc biệt là trong khoảng năm cuối cùng ông làm việc cùng bóng đá Việt Nam, tôi thấy ông thay đổi khá là nhiều khi mà xuất hiện trước truyền thông. Trước đây thì sau khi mà ông rời ra khỏi xe buýt của đội thì ông nán lại, ông vẫy tay, ông tương tác với cả anh em phóng viên. Nhưng sau này thì có những lần tập trung thì ông rất là hối hả. Rời xe ông lập tức di chuyển hoặc là vào sân tập hoặc là vào thẳng khách sạn Grand Plaza.
Vậy thì điều gì đã khiến ông thay đổi như vậy? 저한테는 그게 큰 상처였습니다. Tôi không nghĩ vậy, bởi có thể là mình không biết. Có thể là mình không biết. Nhưng mà những cái hành động như thế thì có khi là cũng xuất hiện ở trong cái con mắt và cái suy nghĩ của anh em báo chí hoặc là ngôn luận. Thì nếu mà có cái điều đó thì tôi cũng xin lỗi. Tuy nhiên là nó có một cái điều này. Có một cái thời gian nó bị corona, chúng ta bị covid ấy. Thì có một số phóng viên họ có hỏi tôi về vấn đề là trong thời gian này ông không làm việc thì giảm lương, việc đến giảm lương như thế nào. Tôi nghĩ đó là cái tổn thương lớn nhất của tôi trong cái quãng thời gian mà tôi làm việc ở Việt Nam. Đã là công việc của mình ấy, thì mình phải cố gắng làm những gì tốt nhất và làm những gì đúng cái trách nhiệm của mình. Thì nếu mà có phán xét thì thôi, cái việc đó thì cũng là đương nhiên thôi, và huấn luyện viên phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà chúng ta biết là sau cái vòng loại World Cup chúng tôi thôi nhiều quá đấy. Tôi thấy mọi người ta phê phán cũng nhiều. Và thực sự cái nhiều khi cái phê phán nó vượt quá cái mức mà chúng tôi có thể chịu đựng. Mặc dù huấn luyện viên là phải chịu thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là không biết có phải vì những cái điều đó hay không mà nó cũng làm cho tôi thay đổi. Mặc dù thì tôi không cố tình làm điều đó, nhưng mà nếu mà có cái điều đó thì một lần nữa cho tôi xin lỗi. Cái thứ hai nữa, chúng ta cũng biết là hiện nay ở Việt Nam thì có quá nhiều người làm YouTube. Và mỗi cái thông tin đưa lên YouTube thì chúng ta biết là với một cái camera cũng rất là nhỏ thôi thì họ có thể quay hết tất cả mọi cái góc ngách, và nhiều khi cái điều đó nó cũng có thể là nó gây hiểu lầm. Có những cái nội dung tôi không nói, nhưng mà khi đưa lên YouTube thì người ta lại diễn giả theo cái hướng là cuối cùng là tôi nói. Cho nên thực ra là tôi rất là ngại. Sau này thì tôi đưa ra một kết luận của mình, đó là mình chỉ nên phát biểu và tiếp xúc với báo chí ở những trường hợp nào. Thứ nhất là những địa điểm công khai. Cái thứ hai là bắt buộc là yêu cầu phải có phiên dịch của tôi. Phiên dịch chuyên về bóng đá của tôi thì tôi mới nói chuyện. Bởi vì là cái sự quan tâm ngày xưa nó khác với bây giờ. Vâng, có lẽ cũng chính bởi những câu chuyện mà ông vừa chia sẻ khiến cho cá nhân tôi hay là một số anh em phóng viên thể thao một cách chân chính đôi khi cũng bị ảnh hưởng theo. Tôi còn nhớ ông thực sự là rất là tình cảm trong quá trình chúng ta làm việc với nhau tại Thường Châu. Tôi nhớ những đĩa hoa quả ông đưa cho anh em phóng viên trong thời gian đội tuyển quốc gia tập luyện tại trung tâm BVF. Tôi không thể nào quên bữa tiệc mà tôi cũng được dự khán ở Thông Dân, đó là quê hương của ông. Có rất nhiều những kỷ niệm đẹp, nhưng mà sau này những năm cuối tôi cảm giác tôi muốn tiếp cận, tôi muốn được lại gần huấn luyện viên Park, một người mà tôi đã biết trước đó. Cảm giác là một người có rất nhiều sự thay đổi. Có lẽ cũng giống như ông, tôi là một người nhạy cảm. Một nhạy cảm trước những sự thay đổi. Và hy vọng là sau này nếu mà chúng ta có tiếp tục đồng hành với nhau trong một cái chặng đường dài phía trước thì sẽ được gặp lại một huấn luyện viên Park Hang-seo thân thiện như những ngày đầu ông mới đến Việt Nam. Sau này thì cái hoàn cảnh nó cũng khiến cho tôi cần phải có cái suy nghĩ là nhìn mình cũng cần phải giữ cái khoảng cách với lại báo chí. Nhìn vào những con số từ kết quả của giải Doha Cup thì điều gì làm cho ông cảm thấy suy nghĩ và ấn tượng nhất? Tôi thì tôi nghĩ là tôi là cựu huấn luyện viên trưởng. Chính vì thế tôi nên cái việc mà đi nhận xét về kết quả hoặc là một cái đội tuyển mà một người khác làm, tôi nghĩ điều đó nó không đúng. Tôi chỉ muốn nói rằng là huấn luyện viên họ phải cần thời gian, và cầu thủ họ cũng cần thời gian để thích ứng với sơ đồ huấn luyện viên. Kết quả nó không tốt nhưng chắc chắn là chúng ta vẫn phải kiên trì và chúng ta vẫn phải tiếp tục. Điều này thì tôi nghĩ là liên đoàn bóng đá cũng như là huấn luyện viên họ sẽ cũng có những cái kế hoạch